Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay, thứ năm ngày 6 tháng 4 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu suy giảm với tỷ lệ giảm nhẹ là 0,37%, hiện tại đang giao dịch quanh mức 2012,9 đô la Mỹ trên một ao. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại thấp nhất là 2012,66 đô la Mỹ và mức cao nhất là 2021,33 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xu hướng tăng với tỷ lệ tăng là 0,12%, hiện tại đang giao dịch quanh mức 102 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm, giao dịch ở mức 28.000 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng quay đầu giảm nhẹ, đứng ở mức 3,305% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô cũng trong xuống giảm, hiện tại mỗi thùng dầu đang đứng ở mức 80,076 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay có thời điểm lập đỉnh mới là 2032 đô la Mỹ trên một ao. Nhà đầu tư lướt sóng tranh thủ chốt lời. Cụ thể, phiên đêm qua và rạng sáng hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường thế giới biến động khó lường trong bối cảnh Mỹ công bố chỉ số phi sản xuất PMI chỉ đạt 51,2 điểm, giảm 3,9 điểm so với tháng trước là 55,1 điểm. Đồng thời, cuộc khảo sát của Viện Nghiên cứu ADP Mỹ về việc làm tư nhân cho thấy có 145.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 3, thấp hơn rất nhiều so với dự báo là 200.000 việc làm. Phản ứng với thông tin này, thị trường lo ngại tăng trưởng kinh tế Mỹ suy thoái. Theo đó, Mỹ có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 7 năm 2023, khiến cho đồng bạc xanh tiếp nối đà giảm giá đã thúc đẩy nhà đầu tư nắm giữ vàng để bảo toàn vốn. Diễn biến trên thị trường cho thấy trong đêm qua theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường thế giới có lúc tăng mạnh lên 2032 đô la Mỹ trên một ao. Tại mức giá này thì những người chuyên lướt sóng vàng đã tranh thủ bán ra chốt lời, lập tức giá vàng trên thị trường thế giới rơi mạnh xuống vùng 2010 đô la Mỹ trên một ao. Rồi ngay sau đó nhiều người khác lại đưa vốn vào kim loại quý. Vàng thế giới tăng trở lại trong đêm và đến thời điểm 6 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giao dịch quanh vùng giá 2020 đô la Mỹ trên một ao. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại lại quay đầu giảm nhẹ và đứng quanh vùng giá 2012 đô la Mỹ trên ao. Về mặt xu hướng của giá vàng thì theo ông Jim Quick Up, nhà phân tích cấp cao tại chuyên trang về giao dịch kim loại quý Kitco Metal cho biết, các số liệu kinh tế kém lạc quan gần đây đã khiến thị trường e ngại rủi ro trở lại, diễn biến đó có lợi cho những tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Các nhà giao dịch hiện tại nhận thấy có 60% khả năng Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 5, cố triển vọng sáng sủa của vàng và vị thế tài sản này như một hàng rào chống lại lạm phát. Tuy nhiên, theo ông Carlton Munker, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại ngân hàng Julius Baer đã cảnh báo rằng kinh tế Mỹ vẫn có thể tránh được một cuộc suy thoái trong khi Fed khó đảo ngược nhanh chóng chính sách của mình. Báo cáo về việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố vào thứ Sáu tuần này là ngày 7 tháng 4 theo giờ địa phương có thể cung cấp thêm tín hiệu cho các nhà giao dịch. Nhưng giới phân tích lưu ý phải đợi tới tuần tới thị trường mới đưa ra phản ứng rõ ràng do vướng kỳ nghỉ thứ Sáu tuần thánh năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn bột số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác đều đảo chiều giảm nhẹ. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,50 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 67,12 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 66,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,10 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Với giá nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh giảm mạnh hơn, hiện tại đang giảm 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Hiện tại đang được mua vào mức 55,45 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 56,45 triệu đồng trên một lượng. Đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng ngày hôm nay, ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.601 đồng trên một đô la Mỹ, giảm nhẹ 1 đồng trên một đô la Mỹ so với hôm qua. Với giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại thì cũng không có điều chỉnh về giá, đang được mua vào mức 23.250 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.620 đồng trên một đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do thì cũng không có điều chỉnh, mua vào mức 23.380 đồng trên một đô la Mỹ và bán ra mức 23.480 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay, thì phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.650.000, bán ra 6.710.000, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên một lượng, và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.650.000, bán ra 6.712.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.665.000, bán ra 6.725.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.660.000, bán ra 6.710.000. Doji Hà Nội mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Phú Quý SJC mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.652.000, bán ra 6.708.000. Mi Hồng SJC mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.650.000, bán ra 6.690.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.630.000, bán ra 6.750.000, giảm 10.000 ở chiều mua, giảm 30.000 ở chiều bán. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.655.000, bán ra 6.717.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 cho đến 660.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.650.000, bán ra 6.712.000. SJC Huế mua vào 6.647.000, bán ra 6.683.000. SJC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.712.000. SJC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.650.000, bán ra 6.710.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.652.000, bán ra 6.715.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.650.000, bán ra 6.712.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.648.000, bán ra 6.712.000. Cuối cùng là giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này được điều chỉnh giảm khá mạnh trong khoảng từ 63 đến 150.000 đồng trên một lượng, hay là giảm trong khoảng 6.300 cho đến 15.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.545.000, bán ra 5.645.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.545.000, bán ra 5.655.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.525.000, bán ra 5.605.000, cùng giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.419.500.000, bán ra 5.549.500.000, giảm 14.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 4.019.200.000, bán ra 4.219.200.000, giảm 11.200 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 3.083.000, bán ra 3.283.000. Vàng 10K mua vào 2.152.500.000, bán ra 2.352.500.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.